Chào quý cô chú anh chị, hôm nay Bồng xin phép lên tập tiếp theo là tập 30. Bồng rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ Bồng như thời gian qua. Rồi, hôm nay Bồng lên lô 5 cây, đàn đàn tốt và số cây khá là đẹp và âm thanh khá là hay. Hôm nay thì Bồng khắc phục được cái vấn đề âm thanh và ánh sáng đỡ hơn rồi. Rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ ha. Ok, giờ Bồng vô cây đầu tiên ha. Bồng xin phép giới thiệu là một cây đàn guitar Legend ha. Nhìn đây cái chữ rõ vẻ Legend in Area, xuất xưởng ở xưởng của Area. Thì cây này là một cây guitar dán khuyết carbon ha, dán khuyết. Rồi, ok. Đặc biệt cây này là có equalizer zin ha. Cây này là Bồm đã kiểm tra là hoạt động bình thường, EQ này nè, hoạt động bình thường, chơi ok. Rồi, đã test ok ha. Rồi, cây này đợt trước á Bồm báo giá là 3 triệu rưỡi nè. Và Bồm kiểm tra lại, fit lại ha. Cây này Bồm bán giá là còn 2 triệu 6. Sale còn 2 triệu 6 cho quý cô chú anh chị. Rồi ok, tiếp theo trước khi test âm thanh thì Bồm xin phép là quay ngoại hình. Đây, ngoại hình mặt tớp không có chày xước ha, không có nước bể ha, có chày xước hai năm tháng nhưng không có nước bể, vẫn còn sáng đẹp. Đây, thùng carbon, cái này chỗ cắm ra, cắm dây ra loa amply. Rồi, nấm nấm chỉnh EQ. Rồi. Rồi, cần đàn ha. Khóa zin nguyên bộ. Rồi, cần đằng trước có ti chống cong cần. Rồi ok. Bấm xin phép test âm thanh cái này ha. Cái đàn Bồng bán, cái này Bồng bán giá 2 triệu 6 thôi. Rồi ok, tại vì ngoại hình nó hơi xấu xíu nên là Bồng bán giá 2 triệu 6 thôi. Đây là âm mộc của nó ha. Không quá tệ ha. Đo sần cái đàn này luôn, ngăn 12 ha. Đây, ngăn 12 dây 1. Đây, action thì phải nói là cực kỳ thấp luôn, cái dây nó gần như song song với cái đàn luôn. Mấy cái dòng này thì bấm êm lắm, bấm phải nói gọi là cực kỳ êm luôn cho nó êm nha. Đây là dây 6 thấp hơn, nằm ở dưới rất là nhiều luôn. Đó, action thì cực kỳ là ok luôn. Ok, tiếp theo Bồng xin phép giới thiệu là một cây đàn guitar acoustic Morris ha. Morris thì cây này là Morris W20 mà bị mất tem mất nhãn ha. Ok, cái này Morris W20 bình thường mà bán là từ 3 triệu 3 tới 3 triệu 4.
Thì cái này mất tem mà bán giá rẻ 2 triệu 8 ha. Nhưng mà đặc biệt cái này âm thanh nó hay. Cái này âm thanh hay lắm, trước bồng test. Bây giờ là bồng quay test về ngoại hình trước. Mặt tớp. Cái này thì có chạy suốt theo 5 tháng. Mặt tớp. Mặt tớp thì còn đẹp ha. Mặt tớp còn sáng, sạch, đẹp. Ok, mặt hông. Hông bên trái. Mặt đít đàn. Hông bên phải. Đây, có chạy xước theo năm tháng. Hông cũng không có chạy xước nhiều, có mặt lưng chạy xước. Mà xước này xước trên bề mặt BO ha. Xước trên mặt 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 bề mặt BO phủ bảo vệ cái lớp gỗ ở trong, như là nó ở trên thôi, không có phạm gỗ. Không ảnh hưởng. Ok, mặt lưng đàn gỗ cũng đẹp ha. Ok, tiếp theo cần đàn, khóa đàn zin một bộ, còn sáng và mới này, Morris tì chống cộng cần, phím còn sạch sáng và chưa mòn. Ok, tiếp theo bọn xin phép đo action ha. Cái này thì action cực kỳ nhẹ luôn, rất là nhẹ. Action dây 1 ngang 12, dây 1 ngang 12 thấp hơn rất là nhiều ha. À, gần như phân nửa luôn. Ok, tiếp theo dây 6 ngang 12 cũng dưới định mức luôn. Ok, bọn xin phép test âm thanh cây guitar Acoustic Monic W20 mất tem, có giá là 2 triệu 8. Đức hay làm dễ lên. Chú anh chị nào mà cần đàn mà nặng về mặt âm thanh thì cái này rất là phù hợp á, mặt về âm thanh và không có quá quan trọng về ngoại hình á, thì cây này âm thanh rất là tốt mà trong cái giá tiền rẻ hơn của âm thanh, nghĩa là giá rẻ hơn so với âm thanh rất là nhiều. Ok. Ok, tiếp theo bọn xin phép giới thiệu tiếp tục là một cây đàn guitar gián khuyết và có equalizer zin ha. Và equalizer là còn xài tốt nha. Cây này thì còn là mã vạch luôn nè. Đây. Starford SE350BS. Thương hiệu của Nhật ha. Cây này thì là cái màu tối nhưng mà là còn là tình trạng còn khá là đẹp và sạch ha. Rồi, ok. Còn khá là đẹp và sạch luôn. Rồi. Đó.
hơi có một chút vân tay chùi là ra ha. Rồi ok, hoàn tất. Cây này thì là còn đẹp và sạch hơn cây Legend. Rồi cần đàn, khóa đàn cũng rất là đẹp và sáng ha. Cần đằng trước, phím sắc và phím gỗ bóng sáng và chưa mòn. Cây này thì mấy cái chấm nó cũng đẹp hơn. Rồi ok, Starford ha, SE 350BS. Rồi này có cái viền khá là đẹp ha, viền miệng đàn. Rồi ok, mình xin phép đo action của cây đàn. Cây này thì action cũng rất là thấp luôn, đây nhân một, thấp hơn đỉnh mức ha. Rồi ok, thấp hơn nhiều luôn. Ok, tiếp theo ngang 12, thấp hơn đỉnh mức luôn ha. Rồi ok, rồi ok, bọn xin phép test âm thanh cây đàn. Cây này bọn bán có giá là 3 triệu. Bài quý của chú anh chị nghe âm thanh. Rất là tốt ha. Và có sâu nữa. Ok, một xin phép giới thiệu cây đàn guitar acoustic Yamaha FG200D ha. Cái này là Yamaha FG200D. Hơi khó thấy nhưng mà Yamaha FG200D ha. Rồi ok, con xin phép quay về ngoại hình. Ngoại hình cái này thì cũng còn sáng, sạch, đẹp, liền lạc. Mặt tớp có một chút chảy xước theo năm tháng, chút ở đây à, nhưng mà không có phạm gỗ ha, nó chỉ là cái mặt trên phủ cái lớp PU che gỗ thôi. Rồi ok, mặt tớp. Rồi mặt bên hông, hông bên trái. Mặt đít đàn, hông bên phải, rồi ok, mặt lưng đàn, mặt lưng đàn ha, có hơi mấy cái áo vân tay mình có thể lao được ha. Có một chút ám vân tay ở ngoài lớp PU
mà không sao lao được nha. Đàn là không có nứt vỡ, không có nứt bể gì hết. Mặt lên. Ok. Cần đàn. Cần đàn. Khóa đàn zin một bộ. Sáng bóng và có chữ Yamaha trên từng cái bộ khóa. Rồi, ok. Khóa sim. Rồi. Đầu cần đàn. Phím sắt và phím gỗ là còn sáng bóng và chưa có mòn. Rồi, ok. À, tiếp theo bọn xin phép đo action ha. Tiếp theo bọn xin phép đo action. Rồi, ok, ghi ta áp của tiếp ha. Ok, đo action nhân 12 giây 1. Thấp hơn đỉnh mức ha. Đây nè, nhân 12, thấp hơn đỉnh mức. Rồi, ok. Tiếp theo, action nhân 12 giây 6. Ok, cũng thấp hơn đỉnh mức luôn ha. Rồi. Ok. Tiếp theo, bọn xin phép test âm thanh. Test âm thanh cây guitar Acoustic Yamaha FG100 à, FG200D. Bọn xin phép giới thiệu cây đàn guitar Acoustic Moritz. Model là MD505 Manya in Japan ha. Cái này Manya in Japan. Rồi, ok. Trước khi bọn test âm thanh thì bọn xin phép là quay về ngoại hình mặt tớp. Cái này là dòng cổ. Cái này là có khoảng độ tuổi có khoảng là khoảng gần 40 năm, gần 40 tuổi rồi. Như vậy, hàng như vậy là hàng rất là đẹp ha. Hàng là chưa qua sơn sửa chữa thì phải có chạy xước thêm 5 tháng. Và để có cấn nhẹ mặt tớp xíu nè.
Rồi, mặt top. Ok, tiếp theo là bên hông. Hông bên trái. Đặc biệt cây này là có vân, cái vân gỗ nó chạy rất là đẹp ha, nhìn rất là ngầu luôn. Ở đây nhìn như con mắt. Nhìn rất là ngầu, rất là đẹp. Hông bên phải. Cái này vân khá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo mặt lưng đàn. Mặt lưng đàn cũng vậy ha, vân rất là đẹp. Rồi, cần đàn. Ở đây có cấn nhẹ xíu, không sao ha, không ảnh hưởng. Khóa zin một bộ. Rồi, cần đằng trước, phím sắt và phím gỗ, còn bóng sáng và chưa có mòn. Rồi, ok. Tiếp theo bọn xin phép đo action ha, đo action độ cao dây. Rồi, ok, bọn đo action ngang 12 ha, Vita Acoustic ngang 12, thấp hơn đỉnh mức ha. Đàn Acoustic ngang 12 là ngay đây ha. Rồi, ngang 12 di 1. Rất là thấp luôn, thấp hơn đỉnh mức. Để đây coi cho nó rõ ha. Đây. Thấp hơn đỉnh mức. Rồi. Tiếp theo. Ngang 12 di 6. Tiếp theo ngang 12 di 6, thấp hơn đỉnh mức luôn. Rồi, ok, cái này action rất là đẹp, rất là thấp luôn. Ok, tiếp theo bọn xin phép test âm thanh. Bọn xin phép test âm thanh cây đàn guitar Morris Acoustic Morris MD 505. Bồm cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ Bồm trong thời gian qua. Rất mong quý cô chú anh chị, ai người mới xem chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp Bồm, và vui lòng cho Bồm một like, một thích video để tăng đề xuất video. Bồm cũng sắp đạt mốc 1.000 sub rồi, 950 mấy rồi. Nếu mà đạt mốc 1.000 sub thì Bồm sẽ làm một video sale giá rẻ, một cái lô video lô cây đàn sale giá thiệt là rẻ luôn, xả vốn hoặc là lỗ cho quý cô chú anh chị, coi như là mừng mừng kênh Bờ 1.000 sub. Cảm ơn quý cô chú anh chị ủng hộ Bờ. Xin chào và hẹn gặp lại.